ta đồ chơi là luật chơi này. Các em cho hai chân vào bao, sau đó là các em nhảy, nhảy sang bên này, sau đó là quay lại, đúng chưa? Quay lại và chạm vào tay bạn bên tiếp tục, và như thế bao giờ đến người cuối cùng về, đội nào về trước sẽ là thắng. Đấy, các em nhớ chưa? Hai đội chuẩn bị chưa? Cầm bao lên và vào trước. Được rồi, các bạn quan giấy. Đội nhất đứng bên trên thì đội đấy đúng không? Đội nhì đứng dưới đấy đúng không? Vâng, xin mời cô.